Hai, xin chào cả nhà. Sáng nay là 30 Tết rồi, mình đang chuẩn bị để mình đi chợ mua đồ để cúng ông bà ngày 30, để xem nhà mình và nhà tất cả bà con cô bác ở đây cúng 30 và chuẩn bị cái Tết có giống nhau hay không. Để mời mọi người theo dõi video của mình nha. Ở đây là ngoài đường của khu chợ mà mua bán cũng rất là tấp nập. Thì vào trong chợ thì chắc có lẽ là sẽ kẹt xe nhiều lắm. Sáng hôm qua 29 Tết là mình đã đi mà kẹt xe chen chân không nổi luôn á. Bên tay trái mình là đường vào chợ Tam Bình. Đông quá. Dịch bệnh thì dịch, nhưng mà hoạt động để mà cúng ông bà và đón Tết thì vẫn diễn ra bình thường, sôi động. Quá trời luôn mà bác còn la làng. Mình sẽ ghé vào đây mình mua giấy tiền cúng 30 và cúng mùng 2. Đây là khu chợ Hiệp Bình Phước của Thủ Đức, cũng đông không kém luôn, trước là kẹt xe. Thank you.
Ừ, khổ quá. Đây sau khi dạo một vòng chợ mà kẹt xe quá trời luôn, mình mua ở đây là giấy tiền, đồ cúng ông bà với đồ cúng mùng 2. Đây nước dừa để kho thịt. Còn đây là ngũ quả nhưng mà còn thiếu cầu dừa đủ xài. Nhưng mà còn thiếu đu đủ nữa, một lát mình sẽ đi mua. Rồi trứng. Trứng. Đây, hai ba loại trứng nè, trứng bắp thảo. Rồi cái này là trứng bắp thảo và đây trứng muối. Đây là bánh. Bánh chay. Rồi thịt để kho tàu nhưng mà chắc mình kho ít lại thôi, tại nhiều quá. Còn đây là đồ để làm. Đây là đồ để nấu món khổ qua. Để trông cho cái khổ đi qua, cái sướng nó tới. Đây là một ít đồ chay ha, sườn chay nè với đậu hũ. Mình mua đơn giản thôi. Rồi bây giờ sẽ cùng với ông xã với hai đứa em bắt tay vào việc thôi. Đây là thịt heo ướp sẵn để kho hột vịt. Mình kho thịt thì ít. Kho thịt thì ít nhưng mà kho trứng thì nhiều. Ở đây là có một chục trứng muối với chục trứng lạc luôn. Đem đi luộc lên. Cái này lấy cúng mùng 10 rồi quá vậy? Canh khổ qua. Này thịt kho, trứng. Chồng đang dọn dẹp lau bàn thờ.
Để ra coi. Đó đồ chơi. Có đồ chơi hả? Có đồ chơi hả? Không. Ủa hồi sáng chị mua giấy này mà chị nói ai cúng ngày 30 hay là nó cúng cho thừa vậy? Cúng 30. Cúng được ông bà. Anh hai nó anh cúng mùng 2 mà chị mua giấy này mà cúng mùng 3 luôn. Mùng 2 đằng kia chị lấy kia nha rồi. Lấy kia hả? Lấy mùng 3 nữa. Vậy em chúc anh chạy qua mua cái đồ cúng cho thừa. Đồ cúng cho thừa bằng cái gì nữa? Đồ cúng cho thừa thôi chị. Với lại kêu nó bán mấy bộ đồ thế luôn nha chị nha. Thế. Ờ, mẹ ơi cũng như thường phải có đồ thế chứ còn như năm nọ ông xã đang dọn bàn thờ chưng trái cây. Dân ơi dạ để trái bưởi ngoài nè bên đây nè. Hả? Trời ơi, xích vô thôi. Hả gì em? Chén mấy đũa. Chén đũa rộng á. Lấy chén mới đi, lấy chén mới. Cái sao nó với lại phải bưng cái mâm này để cái cửa bên hông mở rồi. Mẹ ơi. Mâm đồ cúng ông bà thì mình cúng mặn, có bông hoa, trái cây, gà, thịt. Rồi khổ qua. Cái giấy tiền để cầu mong cho cái khổ đi qua năm mới làm ăn vui vẻ phát tài. Còn đó là cái mâm để cúng ở bên ngoài. Vô mưa. Vô xe con nóng. Để chú ba đốt giấy tiền cái đã. Rồi đi vô mẹ chặt thịt rồi cho ăn nè. Rồi cúng xong hết rồi mình sẽ dọn ra để ăn cơm thôi, để đi cắt gà nữa chứ. Mẹ cắt gà từ từ cái đã. Rồi Kỳ qua đây mẹ làm cho Kỳ. Nè Kỳ. Kỳ xuống lấy cái muỗng đi Kỳ. Hả? Con xuống lấy cái muỗng đi. Mà... Ủa đâu đâu có rồi lấy cái muỗng thứ hai nè. Muỗng nè. Đây. Có rồi. Cái gì sao không thấy con được. Các Kỳ qua đây ngồi nè. Các Kỳ ăn cái gì? Các Kỳ ăn gà không? Mình đã cắt thêm cái gà nha. Đúng rồi đúng rồi. Ừ đúng rồi. Ăn đi nô hoài. Nhà mình ăn Tết nhà nghèo thôi. Năm nay làm đơn giản. Tầm khoảng 3 triệu là ăn nguyên cái Tết được rồi. Ăn nhín chứ năm nay dịch bệnh đồ khó khăn quá. Rồi mời cả nhà ăn bữa cơm cùng gia đình nha. Ăn khổ qua đi cho cái khổ nó qua. Khổ qua. Đến đó. Ừ. Thôi làm gì vậy?
đi con, chùi miệng đi. Vậy là bà Tám mất hóa nữa. Nhưng mà khi mà nước sôi nha, nước sôi hai thải gài vô hai dòng lửa nhỏ bớt lại. Chứ mà hai mà để mà nó để mà lửa đó á là nó bấy ra. Rồi sau đó hai đậy nắp lại, hai để đó luôn. Lật qua cái này như nó lú cái đầu cái cẳng vậy đó, lật qua nó cái nữa. Còn nếu mà nó ngập nước thì thôi, rồi hai để đó, hai ở vô là để 7-8 phút. À, lửa nhỏ lại.